Thưa anh chị, những nhà khoa học tự nhiên, những nhà lịch sử, những người nghiên cứu cổ học kỳ thư và những người đọc sách đều biết rằng mẹ thiên nhiên đều để lại những bài học răn dạy con người, răn dạy thiên tử, răn dạy các triều chính khi tai họa xảy ra cho đất nước. 5 năm rồi, dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm hay nhiều hơn nữa hay ít hơn mà chúng tôi không biết, nhưng nói tóm lại suốt chiều dài lịch sử chưa bao giờ người Việt có một khoảng thời gian, chúng tôi lấy mốc là 5 năm đi, người Việt hay lấy mốc 5 năm, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng, 10 năm tình cũ, chúng ta lấy 5 năm thôi, 5 năm nhiều quá, thật là khủng khiếp đối với người Việt. Chưa có cái 5 năm nào mà tai họa, tai ương giáng xuống cho người Việt nhiều đến như vậy. Thưa các anh chị, năm 2021, đại dịch Covid-19, đại dịch Covid-19, tôi để cái điện thoại chế độ im lặng cạnh đầu của mình, cạnh gối nằm của mình, và hàng đêm khi màn hình điện thoại sáng lên, xanh lên là báo hiệu một người thân của chúng tôi, một bạn bè chúng tôi đã mất, và chúng tôi không làm gì được ngoài một nhắn tin chia buồn. Linh ơi, anh Hùng ở Lá Thiêu đã mất. Linh ơi, nhớ thầy Tùng không? Thầy Tùng mất rồi. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi. Thưa anh chị, thật khủng khiếp. Những xác người run rẩy trong container đông lạnh, chờ hỏa thiêu, chờ ăn cho bát cháo lúa của mạnh bà, mà quên đi cuộc đời nó tàn nhẫn đến như vậy. Đại dịch Covid-19 sát muối vào lòng chúng ta như thế nào, thưa anh chị? Rồi sau đó thì như thế nào? Một năm 2022 đầy khó khăn và hơi hồi hồi tại thì xảy ra 2023, 2024, đại hạn hán ở miền Tây Nam Bộ, vựa lúa của cả nước, làm cho bao nhiêu gia đình thân sơ thất sở, ly hương, ly nông tức ly hương, bỏ làng quê lên thành phố tìm việc làm, thân sơ thất sở, rất đau khổ. Thưa các anh chị, người miền Nam, người miền Tây gắn bó với cái làng của người ta khủng khiếp lắm, cái quê của người ta, cái xóm của người ta, bỏ đi tất cả vì miếng cơm manh áo thôi, đồng ruộng khô cằn nước nẻ, nước ngọt còn không có để uống nữa mà. Rồi thiên tử mất, chúng tôi xin dùng nguyên văn từ trong cổ học kỳ thư, thiên tử mất, cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng người hiền, tập trung tinh thần của toàn dân tộc qua đời vì tuổi già sức yếu. Sau đó là một cơn đại hồng thủy 2024, bão Yagi và đại hồng thủy sau đó cũng khiếp như đang diễn ra, cả một làng nũ bị chìm trong đống đổ nát, chìm trong đống đổ nát. Và những lực lượng cứu hộ dù rất cố gắng chỉ có đếm xác mà thôi. Tức là mẹ thiên nhiên không bao giờ làm điều gì đó nó thừa, nó phí. Tất cả những bài học đau thương nhất cũng nhằm cảnh tỉnh và răn dạy kể cả thần dân lẫn thiên tử. Những ai lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh này, hãy yêu thương người dân nhiều hơn. Yêu thương người dân nhiều hơn. Hãy khoan sức dân. Các vị thấy rồi, người dân bây giờ khốn khổ như thế nào và yêu thương như thế nào. Trên mạng cho chúng ta đã thấy, người ta nói là dân Việt, người Việt sơ hở, là chửi nhau, là kiếm chuyện cà khịa với nhau. Nam Trung Bắc đủ thứ hết, hết chuyện này đến chuyện kia, hết dùng bè này kia, vân vân. Họ không quan bì dùng bì gì cả, nhưng mà kiếm cớ chửi nhau chơi cho vui thôi. Nhưng khi có chuyện rồi thì mới thấy họ thương nhau như thế nào. Vị giáo sư dành cả cuộc đời của mình để đi dạy học, rồi tiết kiệm được quyển sổ, tiết kiệm được 1 tỷ đồng đem đến bác tuổi trẻ, tâm tình hiến dân cho cả đồng bào miền Bắc. Mà ông nói rằng đây chỉ là một hạt cát trong biển mà thôi, làm sao so dịu được nỗi đau của cả một dân tộc, cả một vùng miền chìm trong cơn đại hồng thủy như thế. Bao nhiêu người nổi tiếng dành dụm tiền tiết kiệm của mình
hướng ra miền Bắc. Bao nhiêu tấm lòng của người miền Nam, miền Trung và cả nước đều hướng về người miền Bắc. Dùng lũ lụt, người Việt yêu thương như thế. Khi là quan phụ mẫu, là thiên tử, hãy thương dân nhiều hơn nữa và tiếp cận với người dân với những góc độ khác xưa đi. Đừng nghi ngờ là người dân gì nữa. Chúng tôi thưa anh chị, thiên tử vừa mất xong, tự nhiên trên mạng xã hội một làn sóng thù hận nổi lên không thể tưởng được, chia rẽ người dân với nhau, người dân với nhau, sơn cờ rực đỏ trên mái nhà, không đúng kích thước, không đúng quy chuẩn, không đúng quy định của pháp luật, tố tụng hình sự và tố tụng dân sự về quốc kỳ, quốc ca gì cả, kêu gọi chém giết, phun rai, tẩy chay người ta như thế nào, rồi tẩy chay đủ thứ hết, rồi giết người này, rồi giết người kia, phong sát này, phong sát kia một cách vô lý, dựa trên những niềm đau, những di chứng của lịch sử chứ không phải là lỗi cá nhân. Chúng ta đọc rất kỹ Hồng Vệ Binh thời mới, chúng ta thấy rằng các bạn khai thác nỗi đau của lịch sử, những tàn tích của lịch sử chứ không phải là lỗi cá nhân, lỗi chủ yếu, lỗi chủ động của hành trong hành vi cá nhân. Những điều đó có thể tha thứ được, sơ suất có thể tha thứ được, nhưng họ không tha thứ, thổi bùng lên thành những ngọn lửa hận thù. Hận thù. Và thưa các anh chị, đại hồng thủy đã làm cho những lực lượng xấu đó triệt tiêu trong chớp mắt. Suối nguồn tưới rẻ tình thương của người Việt đã dập tắt ngọn lửa hận thù đó và gắn kết tình yêu thương với nhau. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng tôi rất mong những người lãnh đạo đất nước này hãy yêu thương dân nhiều hơn và tiếp cận với dân như là những người bạn, như là những người đồng cảnh ngộ, để hiểu người dân nghĩ gì, yêu cái gì, ghét cái gì. Giảm thuế, thu cao thuế nặng quá thôi, cái gì giảm thuế, giảm phí, giảm tất cả đi, và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng như truyền thống của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa anh chị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, người kế nhiệm, người đốt lò vĩ đại, cũng đã tuyên bố rằng đấu tranh chống tham nhũng đến cùng không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, áp dụng tố tụng hình sự, nhưng đồng thời phải áp dụng đúng người đúng tội và không phân biệt, không phân biệt gì cả. Người dân rất đau lòng trước cảnh những người mà họ căm ghét như thế nào, làm cho người dân đau khổ như thế nào. Và kể cả đảng đã kết luận rồi, ví dụ có một trường hợp như ông Lê Thanh Hải, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận rồi, đồng chí Lê Thanh Hải vi phạm quy định của đảng và vi phạm pháp luật của nhà nước. Thế nhưng đồng chí Lê Thanh Hải bây giờ chúng ta thấy gì, chỉ mới bị xử lý về mặt đảng thôi, còn về mặt hình tố tụng hình sự vẫn chưa thấy gì cả. Người ta vẫn thấy ông xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đại chúng đứng ngang hàng với các lãnh đạo đương nhiệm khác. Có đau đớn không? Các bộ hưu trí người ta nghĩ như thế nào? Ta rất đau lòng, rất đau lòng. Rồi, những đồng chí lãnh đạo phải từ nhiệm vì quy định 41 trách nhiệm chính trị của người đứng đầu vẫn xuất hiện, vẫn xuất hiện trong dịp, trong sự kiện trọng đại của đất nước. Bạn đến dân hương cho Bác Hồ, viếng đón Bác Hồ, xuống sang con mắt thưa các chị. Nó là cây đà trong mắt của người dân, dầm trong tim của người dân. Xin hãy tự trọng. Chúng tôi nói không nói pháp luật ở đây nữa, mà xin nói xin những người đó hãy tự trọng. Xin hãy tự trọng đi, tự trọng đi. Làm sao có thể an nhiên tự tại như thế được? Trước lòng dân như thế, lòng đảng như thế, người đảng viên người ta bức xúc như vậy, thưa các anh chị, thưa anh chị. Chúng tôi muốn nói như thế này, cho nó gọn là toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về đồng bào dùng lũ lụt cơn đại hồng thủy, mà nó vẫn chưa chấm dứt đâu các chị, nó đang diễn ra và chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Và bất cứ bài học của mẹ, bất cứ một hành động nào của mẹ thiên nhiên mang ý nghĩa trừng phạt như thế đều có một bài học, một bài học cảnh tỉnh từ người dân đến cả thiên tử. Xin tất cả hãy chiêm nghiệm, hãy suy tưởng và hãy răn mình, hãy sửa mình tất cả vì tương lai của dân tộc này.
và của những người dân. Xin các chị hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này. Xin hãy hết sức tế nhị để chúng ta cùng phát triển, cùng nhận thức, chứ không phải là bài xích, chỉ trích ai cả. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.